chấp 233 thần sủng tiến hóa. Nhìn dáng vẻ này, có lẽ không có tốt lành gì cả à. Những bộ lạc đứng đầu này không phải đã nói rõ là sẽ không phái ngự thú chuẩn thần đến rồi sao? Kết quả cả ba bộ lạc đều lén lút mang theo chuẩn thần. Ha, đúng là một lũ già đầu vô liêm sỉ. Tôi nghe nói một trong ba bộ lạc đó có chuẩn thần phi liên đấy. Mau chạy đi, cẩn thận kẻo bị nó đánh trúng. Hai vị nhân lúc tên địch vẫn chưa xông ra khỏi không gian chúng ta hãy tấn công trước đi. Huyết diễm đại nhật. Đến vừa hay đấy, cửu thiên bích đảo vực. Đối mặt với ba con chuẩn thần, nếu cứ tiếp tục đánh như này thì cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có mình mà thôi. Phải kích động nó trước. Nhanh quá. Phật vô diện nghìn tay, không hay rồi. Phật vô diện nghìn tay này cũng quá là bạo lực rồi. Sự bạo lực một cách thuần túy, tất cả các kiểu kẻ thù bất kể là chúng có thực thể hay không đều bị tiêu diệt. Tên quái vật Phật vô diện nghìn tay, cấp bậc cấp 95, cấp chuẩn thần, phẩm chất huyền thoại, thuộc tính hệ kim hệ tâm linh, năng lực cơ thể kim cang không thể phá hủy cấp 9, tâm cứng như sắt cấp 9, sức mạnh bộc phát cấp 8, bộ phận thần hóa nghìn tay, phạm vi miền tự rèn luyện cơ thể. Miền điều hòa cơ thể, đặc tính, cú đánh dung chuyển, nghìn tay chứa đựng dồi dào ma thuật đặc biệt, hiệu ứng một hiệu ứng bị động, mỗi lần nghìn tay đánh chúng thì sẽ gây ra hiệu ứng tiếng nổ làm chấn động lên kẻ địch trong vòng 1 giây. Nếu ngàn tay tiếp tục tấn công bộ phận đó thì có thể trồng lên thêm một lớp hiệu ứng tiếng nổ nữa, số lượng lớp tiếng nổ càng cao thì đòn tấn công tiếp theo càng dễ dàng tiêu diệt kẻ địch hơn. Ý niệm siêu thần, sức mạnh của ý niệm siêu phàm giúp nó tiếp cận gần với thần hơn. Hiệu ứng một hiệu ứng bị động, nó có thể tấn công và tiếp xúc được với hồn thể, linh hồn, cơ thể của nguyên tố. Hiệu ứng hai hiệu ứng bị động, cú đánh dung chuyển có thể áp dụng với cả hồn thể, linh hồn và cơ thể của nguyên tố. Giới thiệu sơ lược Phật vô diện nghìn tay bẩm sinh đã được nuôi dưỡng bằng tinh hoa của Nhật Nguyệt, hấp thu linh khí của trời đất để tồn tại, không cần ăn uống, tính cách tẻ nhạt. Con Phật vô diện nghìn tay này đừng nói là có phẩm chất truyền thuyết bẩm sinh đấy chứ, nếu không thì đặc tính quái vật không thể nào phù hợp với nó như vậy. Ha ha, chuẩn thần của chúng ta quá mạnh rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Đợi đã. Trạng thái chấn thương nhẹ, bị bắn trúng đầu. Chậc, đầu đã bị đánh tới nỗi như vậy rồi mà mới chỉ là chấn thương nhẹ thôi ư, cũng thật đúng là một con rắn đánh không chết à. Sức sống của phi liên rất mạnh, chút vết thương này chỉ cần một lúc thôi là đã lành rồi, nên đừng để cho nó có cơ hội làm lành vết thương. Đã rõ, sẽ không để cho nó có cơ hội đâu. Nó trốn thoát rồi, vứt bỏ lại gần hết cơ thể, mất đi toàn bộ sức mạnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đến giai đoạn đầu của chuẩn thần để không bị hạ xuống cấp thánh trong thời ngắn mà thôi. Trước trận chiến có thể khiến cho bọn họ tổn thất một vị đại tướng cũng đã được lắm rồi. Tiếc là, không giết chết được nó. Thế sự khó lường, sức sống của phi liên rất ngoan cường, muốn giết chết nó rất khó khăn. Con phi liên vừa nãy là chuẩn thần của dị tộc. Dị tộc biết chúng ta đang tổ chức cuộc họp, hơn nữa còn biết được địa điểm mà chúng ta tổ chức. Các vị! Trong chúng ta có nội gián. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí. Edit dịch chuyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.